Làm đi. Con trai à? Mẹ để đi. Trời ơi. Để ngồi người ta dẹp ra kêu mẹ dẹp đâu mẹ la. Làm chưa xong mà. Làm đồ ăn trước thì nè, đói bụng muốn chết rồi mà cứ đi. Cái chuyện này là giống như cái chuyện kể luôn nha, Cường kể nè. Ô, Châu về tới rồi, Châu về tới. Con gắn về thứ 6, con gửi về thứ 7. Bỏ mày chuối mà. Chưa sắc mà. Nó sắc có ít xịu à, nó trẻ ra từ làm 4, làm 5 rồi đâu có sắc. Cái lụng dụng đâu á, mất hết rồi. Bỏ mày gốc chuối á. Chuối mà. Ông nội nói không có dòm được. Sao chứ không dòm? Phải biết dòm mới dòm được. Chú không phải sống nay sống ảo nữa chú mày làm. Mày nói đó. Chú phải quay lại để lúc kỷ niệm. Rồi quét cái này là dọn ra đây nè. Dòm lấy cái ghế lại ngồi dòm chứ mày đứng đó mày nói hồi là mày ăn đấm bây giờ nè. Chào anh ba. Giờ 7 giờ 8. Bụng quá anh bụng à. Cái bụng mà tới nhức đầu luôn á. Chào chuột. Ủa? Thấy nó hàng thích kính, chó thích thích người. Nó cái chiếu ra trải đi, đừng có ăn đi. Có này, nó chiếu ngủ á. Điện thoại ai gọi mất giặt hả? Thôi. Dọn đại đây ăn sao không? Dơ, lông chó không? Quét. Không nghe chưa? Mất cái bàn này kìa. Dọn ra, dọn đi rồi, cái này ra, quét gì vậy? Sắc ớt vô trong này rồi trộn lại cái nè nào. Dọn. Sắc ớt vô đó trộn á. Trộn gì? Trộn gỏi nó chưa, bỏ vô. Đau. Đau hơi đặt đầu yêu á. Dạ chào chuột. Chào anh ba. Tao đang đói bụng mà tao mệt trong người, tao nhức đầu luôn, tao đói bụng nhức đầu luôn mà còn giỡn này. Nói không biết nghe. Không biết nghe. Thôi tự nhiên lời đó. Đó, làm ơn. Vô đây. Tối mà nhức đầu luôn á. Dọn chén ăn cháo đi. Nó. Dọn rồi mấy chiếu đi, chiếu chạy đi, nó sạch. Chiếu đâu cái chiếu ngủ rồi cái gì thì ngủ trên võng cũng được. Để vừa ăn vô lông chó không à. Không quét hết được đâu, em biết mà con rớm mà. Xuống cho chị hai vô thôi. Nhà quét hoài có hết được cái lông con rớm đâu.
lấy gì? Hả? Tiền gì vậy?